Kính chào quý vị. Chiều nay tôi sẽ tranh thủ thay giả thể bón phân cho mấy cái chậu lan này. Về cơ bản thì giá thể nó cũng mục rồi. Rêu các thứ tùm lum hết. Để như vậy thì chắc chắn là rất dễ bị bệnh. Và cái chậu nó cũng xấu, rồi sên và nhớt nó lại phát triển. Tôi sẽ mang hết những cái cây này, chậu này ra để xả. Bây giờ bắt đầu nhé các bạn. Đối với những cái chậu mà rêu mỏng như này ấy, thì nghiêng chậu xả nước cái là nó trôi. Nhưng mà đối với chậu mà rêu dày như này ấy, thì phải bóc ra các bạn ạ. Bóc ra như vậy này. Rồi sau đó xả nước thì mới được. Ở trong này ấy, nó còn có cái giun này. Đấy. Rồi sên nhớt nó bò đấy các bạn, nó bò từ dưới nền bò lên đó. Có những trận mưa dầm nhá, tôi ban đêm tôi ra tôi soi, tôi thấy giun nó bò lên cao 3-4 mét luôn, nó bò lên trên cái thanh sắt đấy, nó bò lên trên cái cột của giàn lan. Cho nên là mình lúc đầu mình xử lý giá thể rất là sạch, nhưng sau một thời gian tự nhiên trong giá thể nó có giun rồi có sên có nhớt, mình không hiểu vì đâu đúng không ạ? Hoặc ví dụ như tự nhiên trong chậu lại có sâu, thế từ đâu mà ra con sâu đó? Một là nó bò từ ngoài vào, hai là con bướm nó bay vào trong giàn nó đẻ trứng, thế là trứng nó nở ra sâu thôi đấy. Nói chung á, là chim thì có đường chim, chuột có đường chuột, mà rắn có đường rắn. Con người có đường của con người. Cho nên mình cứ phải phòng và cứ phải quan sát và theo dõi thì mới được. Nhất là như chậu như này này. Chậu như này xả nước không bao giờ trôi được. Cái này phải bóc đi mới được các bạn ạ. Bóc đi để thay giá thể mới vào, bón phân mới vào cho nó, cho cây nó đẹp. Làm nhẹ nhàng thôi, không có hư rễ nha. Đấy. Đó, rễ rất đẹp này. Đây là sơ dừa bột. Bên dưới này, bên dưới là có viên nén dinh dưỡng Ben01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt. Rồi những cái viên trong trong trắng trắng đây này là phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc 20-10-10. Bên dưới là một lớp dớn vụn này các bạn. Dớn vụn New Zita. Đấy, dớn xay của New Zita. Lần này thì tôi sẽ không dùng dớn nữa. Tôi xả cái lớp sơ dừa này đi. Xong rồi tôi sẽ cho giá thể khác vào. Đấy. Ok, hai chậu. Tiếp theo đến chậu này. Đây, có nụ này các bạn này. Nụ. Sắp tới có hoa thì tôi sẽ lại quay để chia sẻ với các bạn, mời các bạn cùng ngắm nha. Đấy, xả đi như vậy thôi các bạn. Nói chung là mình xả bớt những cái giá thể mục và cũ đi. Cái này phải nghiêng chậu thì mới làm được. Một tay không thể làm được. Như vậy là xong. Mình sẽ làm tương tự với những chậu khác như vậy nhé các bạn. Đây là 7 chậu, à 8 chậu chứ. Tôi đã xong. Còn lại một, à đúng rồi, 2, 4, 6, 7, đúng rồi, 8 chậu đã xong. Còn lại một chậu tôi để làm mẫu với các bạn như vậy nha. Đầu tiên ấy là mình sẽ cho đây ạ, viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben01
của Hùng Nguyễn Đà Lạt. Tôi mua ở dụng cụ cây cảnh.com. Là cái này, nó có cái thể loại gọi là 20 cân, 10 cân, à 25 cân, 10 cân, 1 cân ở trong một bịch nhé. Tùy các bạn mua nhiều thì nên mua bao lớn, nó sẽ rẻ hơn nhé. Tôi mỗi lần tôi mua khoảng 2 tạ. Mua ít thì nó không không được mềm lắm đâu. Rồi, để xa cái rễ ra các bạn ha. Sau đó là cái này. Cái này nó là Niu Jitaki, giá thể phong lan. Dĩ nhiên là các bạn có thể dùng cái Niu Jita Plus A cộng này cũng được, nhưng mà tôi dùng cái Niu Jitaki. Cho vào đây. Nó là một cái sự phối trộn rất tuyệt vời của đá bọt, vỏ thông, dớn vụn và vỏ lạc om. Đấy, thế thôi. Đến vừa đến cái gốc của cây lan nha các bạn nha. Đây này. Đừng lấp gốc ha. Rồi, sau đó là mình cho thêm cái phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc 20-10-10. Thì New Zita, à quên, Ben 01 và 20-10-10, cái giá trị dinh dưỡng của nó đều trong vòng 3 tháng. Cho nên mình bón như này thì 3 tháng nữa mới phải bón. Những cái chậu lan này thì cơ bản là nó đã ổn định rễ rồi, cho nên cũng không cần phải kích tiếc gì nữa. Bây giờ tôi mang ra ngoài kia, tưới thật là đẫm. Rồi mang vào trong giàn để lại vị trí cũ, vậy là xong. Bây giờ bắt đầu phải tưới thật đẫm các bạn ạ. Từ nay về sau lần nào tưới cũng phải đẫm nha. Tại vì cơ bản là nếu mình không bón phân á thì tưới không đẫm cũng được, cây lan nó cũng không chết đâu. Nhưng mà nếu mình đã bón phân là phải tưới đẫm. Không đẫm là cây lan sẽ bị bội thực. Nếu mà mình dùng vỏ thông để trồng lan á thì nên là trước khi trồng nên ngâm ngâm nước khoảng nửa ngày đến một ngày, ngâm nước thôi nha, các bạn đừng có ngâm vôi hay là Phi San hay là Bencona làm gì, ngâm nước thôi. Sau đó rửa sạch nước đi rồi trồng, ngâm khoảng nửa ngày đến một ngày. Còn cái New Jitaki này ấy, là mình không có ngâm, thành ra là tưới phải đẫm, không có là nó sẽ hút ngược nước ở trong rễ làm cho cây lan hỏng rễ. Ngoài ra mình bón phân á, nó có những cái mùn phân, mùn Ben 01, thế mình tưới như này để rửa Ben 01 luôn này. Sau khi tưới xong thì mang ra cái chỗ cũ rồi để là được. Đã đẹp đội hình rồi cả nhà. Đấy. Bây giờ chỉ có tưới thôi, rồi chờ lượm lúa thôi. Nói chung á là trời thương thì trời cho các bạn ơi. Trình độ cũng không bằng trời độ đâu. Chăm thật là đạt. Cây to, cao, để khỏe, ươm ra kỳ rất nhiều, nhiều thật nhiều luôn. Nhưng mà đu đỉnh, bắt đáy. À, đu đỉnh rồi bán đáy thì cũng vẫn cứ là vỡ mồm như bình thường. Thành ra mình trồng, mình đam mê, mình thích cây, mình yêu cây ấy, thì giá cả nó như thế nào mình cũng vẫn cứ trồng, vẫn cứ chăm sóc, vẫn cứ thương, vẫn cứ trân trọng. Chứ còn thực tế mà nói thì giá cả năm nay nó cũng khá là bết bát. Cứ trồng và cứ chăm sóc, cứ thay đổi và cứ chờ đợi thôi. Tôi tin là giai đoạn này nó sẽ sàng lọc đi những người làm lướt sóng, rồi làm kinh tế đơn thuần mà không có đam mê, không có thích, không có yêu cây lan mà chỉ vì tiền, thì sẽ sàng lọc bớt. Rồi sàng lọc bớt những người mà nhỏ ấy, đen ấy, cắm nhà, cắm cửa, cắm đất, cắm xe,
vay ngoài để đầu cơ, tích trữ, rồi đu đỉnh, sau đó thì bán đáy, rồi lỗ. Thì phải thanh lý. Đấy, thì nói chung là giai đoạn này sẽ sàng lọc bớt những người như vậy. Nói chung là không có gì sai và cũng chả có cái gì gọi là đúng ở đây cả. Chỉ là cái nào mà nó không có phù hợp với điều kiện của từng người, từng nhà, từng nơi thì chuyển ngành, chuyển nghề, đi kiếm ngành nghề khác làm thôi, chả có gì hết. Nghĩ nhẹ nhàng như vậy thôi. Lùi lại 1.000 bước để mà nhìn thì thấy là cuộc sống này nó cũng rất là bình thường. Bỏ công, bỏ sức, đầu tư, thời gian, sức khỏe, tuổi trẻ, chất xám, tiền bạc để mà làm ăn. Thời đến, vận đến thì có ăn. Không gặp thời, không gặp vận thì không có ăn. Chuyển đổi ngành nghề khác hoặc là cứ tiếp tục kiên trì. Tùy mỗi người một sự lựa chọn. Tôi không có quan niệm về vấn đề là đúng hay sai. Tôi chỉ quan niệm là mình làm mình có thấy vui và thấy thoải mái, thấy hạnh phúc, thấy nhẹ nhõm, thấy bình an hay không mà thôi. Còn đúng sai, ừ thì cứ cho là đúng đi, nhưng chẳng thấy vui. Thì như vậy có chắc gọi là đúng không? Cứ cho là sai đi, nhưng mà không phạm pháp, rồi mình cảm thấy vui vẻ thì có chắc là sai không? Đó, nghĩ thoáng ra một chút, cuộc sống nó sẽ khác. Nếu mà quý vị và các bạn muốn giao lưu với tôi thì liên hệ với tôi qua Zalo nhé. Độ này tôi không dùng Facebook và không dùng Messenger mấy đâu. Zalo thì lúc nào cũng online hết á. Tuy nhiên là không phải lúc nào tôi cũng mở máy. Không phải lúc nào cũng trả lời được vì là dạo này rất là bận. Quý vị và các bạn cần gì cứ nhắn vào Zalo cho tôi. Có thể là sẽ không kết bạn được nữa, tại vì nick Zalo nó cũng đầy rồi. 3.000 người bạn hết kết nổi rồi. Nói thật là cứ một tháng là tôi đã hủy kết bạn một vài trăm người đấy. Để kết bạn mới ấy. Nhưng mà số lượng người mình hủy đi, xong rồi mình kết bạn thêm, rồi những người muốn kết bạn thêm với tôi nó nhiều hơn, rất nhiều so với lại số người mà tôi hủy. Cho nên lúc nào nó ở trong tình trạng đầy hết. Đó, thì mong quý vị và các bạn thông cảm. Zalo của tôi 0963 133 117. 0963 133 117. Còn đây là Facebook. Lâu lâu rảnh thì tôi lại đăng một bài chia sẻ về kỹ thuật trồng và chăm sóc lan ở trên này. Kính chào quý vị và các bạn.